Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập tin học 3, sách chuyên trợ sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, công khai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 8, làm quen với hư mục. Trước hết mình sẽ tóm tắt bài học. Hình số 1 là quan sát ổ đĩa hư mục tiệp bằng phần mềm File Explorer. Như ở đây mình sẽ có bên trái ở đây mình sẽ có các ổ đĩa gồm có ổ C và ổ D. Mình sẽ có các hư mục gồm có giá sách sách và vở bài tập. Đây là khung bên trái. Khung bên phải thì mình thấy là có các tiệp. Thì mình thấy là hư mục này đang mở nhé. Và xanh đang ở hư mục này. Có nghĩa là hư mục sách đang được mở. Trong hư mục sách sẽ có 3 tiệp, chính là tiếng Việt 3, tin học 3 và toán 3. Đây là biểu tượng của Microsoft Word. Còn đây là biểu tượng của PDF. Thông tin cho máy tính sẽ được lưu trữ dưới dạng sơ đồ hình cây, gọi là cây hư mục. Cây hư mục sẽ giúp dễ dàng tìm được hư mục tiệp lưu trữ cho máy tính. Một số thao tác của hư mục gồm có tạo hư mục mới. Thì mình sẽ mở đến hư mục muốn tạo hư mục con, trong đó sau đó mình vào khe home, vào new folder, sau đó mình sẽ gõ tên hư mục, gõ phím enter để kết thúc. Còn thao tác đổi tên hư mục thì mình sẽ chọn hư mục muốn đổi tên, vào khe home chọn nút rename, gõ tên mới rồi enter. Còn xóa hư mục thì các em sẽ chọn hư mục muốn xóa vào home, chọn nút delete. Hoặc là các em có thể là chọn cái hư mục đó giờ các em bấm delete trên bàn phím cũng được nha. Giờ tiếp theo mình sẽ phần 2 la mã, phần bài tập câu số 1. Chọn cụm từ trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ chấm ở hình số 2 cho phù hợp. Như mình sẽ có các cụm từ gồm có các tiệp, hư mục đang mở, các ổ đĩa và các hư mục. Như vậy trước hết mình sẽ quan sát ở đây là câu A. Thì mình thấy đây là các hư mục này. Chính này, đây là các hư mục. Giờ tiếp theo là cái vệt xanh ở đây có nghĩa là hư mục này đang mở. Hư mục đang mở. Giờ đây là các tiệp. Và ở đây chính là các ổ đĩa. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm khích video. Hãy với các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta kêu quan sát hình số 2 và cho biết là tên các tiệp trong hư mục lớp 3A. Thì mình thấy là bột xanh đang ở đây có nghĩa là hư mục lớp 3A đang mở. Và trong hư mục lớp 3 sẽ có 3 tiệp là danh sách lớp, điểm thi học kỳ và giới thiệu lớp. Nhưng mình sẽ để tên, viết tên ở đây nhé. Chưa hết là danh sách lớp. Tiếp theo sẽ là điểm thi học kỳ. Và cuối cùng sẽ là giới thiệu lớp. Đúng này. Giới thiệu lớp. Giờ tiếp theo là câu B, hư mục mẹ của hư mục lớp 3A. Như vậy, lớp 3A ở đây thì hư mục mẹ sẽ là khối khối lớp 3. Đúng này. Như đây sẽ là khối lớp 3. Giờ câu C người ta hỏi là hư mục mẹ của hư mục khối lớp 3. Thì khối lớp 3 đây hư mục 1 của hư mục mẹ của khối lớp 3 thì chính là trường tiểu học Ngôi Sao. Đúng này. Như đây mình sẽ để là trường tiểu học Ngôi Sao.
Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Thầy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình hãy điền tên hư mục, tên tiệm vào chỗ trống trong sơ đồ hình cây ở hình 3 để mô tả cây hư mục ở hình số 2. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát lại hình số 2. Giờ sau đó mình sẽ điền vô. Mình sẽ quan sát lại hình số 2 thì cây hư mục hình số 2 thì hư mục góc sẽ là trường tiểu học ngôi sao. Đúng này. Trong hư mục của trường tiểu học ngôi sao mình có các khối lớp là khối lớp 1, 2, 3, 4, 5. Trong khối lớp 3 sẽ gồm có 3 lớp là lớp 3A, lớp 3B và lớp 3C. Đúng này. Giờ như quan sát hình số 2 xong mình sẽ làm câu số 3 như sau. Như ở đây, tiếp theo là trường tiểu học ngôi sao. Đây các em để là trường tiểu học ngôi sao. Đúng này, đây là trường tiểu học ngôi sao. Phía dưới mình có các khối lớp 1. Tiếp theo mình sẽ có khối lớp 2. Tiếp theo sẽ là khối lớp 3. Giờ phía dưới bên trong khối lớp 3 thì mình phải có lớp lớp 3A. Lớp 3B. Và lớp 3C. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ có khối lớp 4 và khối lớp 5 luôn. Khối lớp 4 và khối lớp 5. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video phải biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo là câu số 4, người ta kêu mình sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự đúng để mở đến hư mục lớp 3A trong cây hư mục ở hình số 2. Giờ bây giờ mình sắp xếp đúng để sắp xếp các thao tác sau đây theo thứ tự đúng để mở đến hư mục lớp 3A trong cây hư mục ở hình số 2. Như vậy là mình thấy là để mở được lớp 3A thì trước hết mình sẽ vào ổ điểm D, vào trường tiểu học ngôi sao và khối lớp 3, sau đó mình mới mở được lớp 3A, đúng không? Như vậy thứ tự đúng sẽ là ổ điểm D, có nghĩa là mình sẽ vào thực hiện câu B trước. Giờ sau đó mình sẽ mở hư mục trường tiểu học ngôi sao là E. Tiếp theo mình sẽ vào hư mục lớp khối lớp 3 là D. Và cuối cùng mình mới mở hư mục lớp 3A chính là C. Đúng. Như vậy thứ tự đúng sẽ là BADC. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Thầy biết là các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Câu số 5 người ta kêu mình lựa chọn một số thao tác trong các thao tác dưới đây và sắp xếp theo thứ tự đúng để thực hiện việc tạo, đổi tên, xóa hư mục. Lưu ý một thao tác có thể được chọn nhiều lần. Như vậy câu số 5 này mình sẽ lựa chọn một số thao tác.
để thực hiện việc tạo hư mục, đổi tên hư mục, xóa hư mục. Như vậy là trước hết là tạo hư mục thì mình sẽ chọn các thao tác nào. Như vậy trước hết là mình phải mở cái hư mục chứa không, hư mục sẽ tạo, nhưng mà sẽ chọn là E. Giờ sau khi làm thao tác E xong thì mình sẽ đến là chọn thẻ Home. Giờ sau đó là tạo hư mục thì mình sẽ vào New Folder. Đúng rồi. Giờ sau đó thì mình sẽ gõ tên thư mục là H. Và cuối cùng thì mình sẽ nhấn phím Enter là được. Được nè. Như vậy thư động tự đúng sẽ là A, B, C, H, D. Còn đổi tên thư mục thì sao? Thì mình thấy là để đổi tên thì mình phải chọn cái thư mục đó. Đúng nè. Như ở đây mình sẽ chọn K, đổi tên. Mình phải chọn được cái thư mục đó chứ. Giờ sau đó mình sẽ vào thẻ Home. Giờ sau đó mình sẽ chọn Rename. Rename có nghĩa đổi tên. Sau đó mình sẽ gõ tên thư mục. Mình sẽ gõ tên mới nha. Rename đổi tên có nghĩa sẽ gõ tên mới là G. Và cuối cùng thì mình cũng gõ Enter là được. Còn xóa hư mục thì sẽ đơn giản hơn, đúng không? Chứ mình phải chọn cái hư mục đó là kẻ. Giờ sau đó mình sẽ chọn thẻ Home là P. Và cuối cùng thì mình sẽ chọn phím nút lệnh Delete là Y. Là xong, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 kem thì bạn kem xem ông hết video, thầy biết kem thì bạn. Giờ tiếp theo là câu số 6. Câu thứ 6 thì các em sẽ thực hành trên máy khi yêu cầu sao. Tạo cái hư mục ở hình số 2 không cần tạo các tiệp nhé. Các em có thể gọi chữ quyền không dấu cũng được. Câu B thì các em sẽ đổi tên hư mục trường tiểu học ngôi sao thành trường tên của em đang học nhé. Câu C thì các em sẽ đổi tên hư mục khối lớp 1 thành khối 1, khối lớp 2 thành khối 2, khối lớp 3 thành lớp 3A thành 3A và lớp 3B thành 3B. Như vậy có nghĩa lớp 3C sẽ thành 3C. Câu D thì các em sẽ thực hiện tạo mới, xóa đổi tên hư mục để cái hư mục phù hợp với khối lớp và lớp của trường em. Đúng rồi. Như phần thực hành này các em sẽ thực hành trên máy nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các thầy giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.